Chia sẻ với các anh em vấn đề quan trọng nha, là chúng ta nuốt sống rung đất các anh em mình nha. Đây. Anh em xem nha, xin chú Phật tử nuốt sống nha. Đây. Thì cái việc mà nuốt dung đất đó các anh em là giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng rất là lớn, rất là cao các anh em mình nha, giúp cho chúng ta tăng cường cái hệ miễn dịch cũng như là chống chọi với những cái căn bệnh như là những căn bệnh như là virus truyền nhiễm này kia, rất là nhiều bệnh các anh em mình nha. Cái này là em cũng chia sẻ rất là lâu rồi, hy vọng là qua video này sẽ giúp ích cho bà con chúng ta cũng như là các anh chị em, mọi người cô bác được rõ hơn về cái phương thuốc cũng như là cái thần dược mà trị được nhiều bệnh nan y này. Rồi, cảm ơn mọi người.